41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị đã hoàn thành từ năm 2021 đến năm 2025. Nhiều người thu nhập thấp đã có thể an cư. Lúc trước thì hai vợ chồng cũng ở nhà thuê, thì mình tích góp đủ mình mua một cái căn nhà ở thì rất là thoải mái hơn. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhà ở xã hội vừa túi tiền chưa bao giờ hết nóng. Hàng nghìn người sẵn sàng xếp hàng chờ bốc thăm suất mua. Công khai này mà thứ là đều rõ ràng này, có tất cả rất là nhiều người chứng kiến. Hiện nay, 294 dự án đang tiếp tục được triển khai tại các địa phương. Nhà ở xã hội, điểm sáng của thị trường nhà ở 2023. Từ đầu tháng 4 năm nay, thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Chính phủ cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đề án này, như là yêu cầu các địa phương phải xác định rõ diện tích đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, coi phát triển nhà ở xã hội là một chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm hàng năm của địa phương. Và như quý vị vừa theo dõi thì nhiều tỉnh thành đã đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và bắt đầu có những kết quả bước đầu. Sau đây sẽ là ghi nhận tại một số địa phương. Dự án khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại tỉnh Quảng Ninh này được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiện ích như công viên cây xanh, trường mầm non, phòng khám, hiệu thuốc. Đặc biệt giá bán chỉ từ 7,1 triệu đồng một mét vuông, tức là một căn hộ chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, góp phần giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở cho đối tượng công nhân và chuyên gia, giúp người lao động an cư lạc nghiệp. Theo cái dự kiến là khoảng tháng 8 năm 2023 sẽ đưa một cái tòa nhà đầu tiên vào hoạt động, và đến tháng 12 thì tiếp tục đưa thêm 2 tòa vào hoạt động, đáp ứng khoảng gần 500 căn hộ. Cùng với dự án nhà ở công nhân, tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đồi Ngân Hàng. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của tỉnh. Quảng Ninh xác định việc xây nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay là chúng tôi cũng đã huy động rất nhiều công nhân và các nhà thầu chuyên nghiệp để rút ngắn thời gian thi công và chỉ phục vụ bàn giao trong năm 2025 thôi. Còn tại tỉnh Bình Định, trong năm nay tỉnh dự kiến sẽ khởi công thêm 7 dự án nhà ở xã hội sau mô hình thành công tại dự án này. Các cơ quan ban ngành hỗ trợ rất nhiều trong việc mà thúc đẩy triển khai nhanh các cái thủ tục để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư để sớm thực hiện xúc tiến triển khai. Một khi mà chúng ta đã giải quyết tốt cái nhà ở cho người dân và công nhân thì người dân sẽ an tâm lao động sản xuất, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Để thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường đã bắt đầu được triển khai. Bộ Xây dựng cho biết đã có 23 dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn. Các vướng mắc trong quá trình triển khai đang tích cực được tháo gỡ. Đây là những trợ lực giúp tăng thêm nguồn cung nhà ở xã hội trong các tháng tới. Câu chuyện về các giải pháp triển khai nhà ở xã hội sẽ được tiếp tục chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị cùng theo dõi.